được nâng lên từ từ bẻ gập sâu Đó, giúp cho cái Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Japan Thì rất nhiều lần Ngọc Japan đã lên chiếc ghế Family Inada Lupinus 10.000 Ông vua gập bẻ này rồi Thế nhưng mà cũng là bấy nhiêu lần khách hàng hỏi Ngọc Gia Pan là Cơ chế gập bẻ của mẫu Lupinus 10.000 này như thế nào Mà lại được mệnh danh là ông vua gập bẻ Thì hôm nay Ngọc Gia Pan sẽ làm clip để cho các bạn thấy được Cái cơ chế vận hành của một chiếc ghế mà được mệnh danh là ông vua gập bẻ như thế nào Thì ở đây thì Ngọc Gia Ban đang nhờ một bạn nhân viên ngồi lên ghế Bởi vì là À, với cái mẫu ghế này thì yêu cầu phải có người ngồi lên thì mới có thể sử dụng được thì đây đây là cái giao diện màn hình để lựa chọn các cái bài đánh uh, trên uh, ghế thì đây đầu tiên nó sẽ là bài thư giãn đây là bài chuyên sâu tổng hợp rồi là bài tốt cho tim mạch rồi bài uh, tốt cho thư giãn đầu óc đó thì uh, đây nó cũng sẽ có một bài đấy là bài gọi là bài thư giãn kéo giãn chuyên sâu, đó chúng ta sẽ chọn vào bài đánh đó và sau khi chọn vào thì uh, cái cơ chế của dòng family bao giờ cũng sẽ là khi chọn bài đánh xong sẽ tự ngả ra cái tư thế nào để mà mát xa thư giãn cho nó nhẹ nhàng thích hợp và chuyên sâu nhất. Sau khi ngả dặn, ghế ra xong thì uh, uh, các uh, cái uh, vi xử lý trong trong máy sẽ bắt đầu đưa cái con lăn hoạt động để nhằm mục đích đấy là dò tìm các cái vị trí huyệt đạo cũng như là cổ vai gáy hay là dò tìm đường cong cuộc sống trên uh, của cơ thể từng người đó thì uh, bởi vì là cái điểm này là điểm khác biệt giữa ghế massage nội địa nhật và ghế massage Trung Quốc được bày bán tại các cái siêu thị hiện tại. Đó, thì đây, đây là nó sẽ dò tìm cái vị trí là cổ vai gáy của chúng ta. Thì mỗi người sẽ có cái chiều cong cũng như là chiều cao của sống khác nhau. Thế nên là cần phải dò tìm lại sau mỗi lần massage để tìm chính xác được cái cách thánh, cách thức đánh hay là những cái uh, độ cao hay là cái lực đánh phù hợp cho từng người và đây là sau khi mà uh, ghế đã dò tìm các cái vị trí cổ vai gáy đường cong cuộc sống hay là huyệt đạo trên cơ thể xong thì cái giao diện màn hình để chúng ta tùy chỉnh lực đánh tùy chỉnh các cái tư thế ghế sẽ được hiển thị như thế này đây đây là cái nút để tăng mạnh tối đa tất cả nhanh đó đây là nút uh, để chỉnh mức lực trung bình và mức lực yếu và bật tắt sưởi hay là bật tắt giọng nói sẽ ở đây đó thì đây đây là cái giao diện mà chúng ta có thể tùy chỉnh từng vùng đó đây đây là cái động tác gập thì ừ. uh, việc phần chân này giữ nguyên ở vị trí uh, hoạt động đó và cái phần lưng được nâng lên từ từ bẻ gập sâu đó. giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó sẽ được uh, nắn thẳng ra đó, đi kèm theo đó, đấy là phần con lăn ở phía phía sau lưng này đẩy lên giúp cho cái phần xương sống sẽ được nắn thẳng. Đó, các bạn có thể thấy đấy là phần phần trước ngực của nhân viên nhà Ngọc Japan đang được đẩy căng lên. Tức là cái phần con lăn đang đẩy phần xương sống căng lên rất là nhiều. Sau đó sẽ là các cái túi khí ở vai này bóp chặt vào để kéo giãn cái phần cơ thể này ra. đó kéo giãn từ phần chân cho tới là phần lưng eo đây là cái cơ chế gập bẻ của family inada lupinus 10.000 và cái cơ chế này là cơ chế độc quyền của nhà family inada mà không phải là một cái hãng nào cũng có thể bắt trước được giống như là so với dòng Panasonic thì sẽ có cái tính năng đấy là con lăn đá nóng mà chỉ Panasonic mới có vậy đi kèm theo các cái cơ chế massage gập bẻ này sẽ là các cái phần hướng dẫn bằng giọng nói kèm theo là hình ảnh minh họa ở đây đó sẽ nó sẽ là kết hợp của hít vào và thở ra để kết hợp làm sao cho các cái động tác đánh nó là chuẩn chỉ nhất và hiệu quả nhất đó. ở đây các bạn có thể thấy đấy là cái phần túi khí ở vai này phần vai bên phải đang được căng ra và phần vai bên trái thì không bóc khí kết hợp theo đó là túi khí ở phần mông các bạn có thể thấy đây là cái cơ chế vặn mình của Family Nada dòng này thứ nhất là gập bẻ tức là kéo giãn và bẻ gập đó và cơ chế vặn mình cực kỳ hay và gần như là hay nhất trong tất cả các cái dòng ghế massage nội địa Nhật. Trên đây là video Ngọc Gia Pan giới thiệu cho các bạn về cái cơ chế hoạt động của một chiếc ghế được mệnh danh là ông vua kéo Vẻ của làng ghế massage nội địa Nhật. Các bạn có nhu cầu mua ghế massage hoặc có nhu cầu tìm hiểu về cái ghế massage nội địa Nhật thì hãy liên hệ với Ngọc Gia Pan qua số điện thoại 097 494 5555. 55. Ngọc Gia Ban sẽ có thể là gửi hình ảnh chi tiết báo giá cụ thể cũng như là tư vấn kỹ hơn cho các bạn về những tính năng hay là những phương thức bảo hành hay là dịch vụ hậu mãi của Ngọc Gia Ban mà các bạn chưa biết